Trung Cộng và Việt Cộng. Có thể nào một cuộc chiến khốc liệt giữa Trung Cộng và Việt Cộng sẽ đưa đến nay mai vì tranh chấp những đảo nằm trong vùng chủ quyền của Việt Nam mà Tàu Cộng khẳng định những đảo ở Biển Đông thuộc Trung Cộng từ thời cổ đại. Một điều rất ngộ, phóng viên báo Tuổi Trẻ tường trình từ Hoàng Sa ngày 23 tháng 6 năm 2017 về vụ việc tàu kiểm ngư 951 của Việt Cộng bị tàu hải cảnh của Tàu Cộng đâm nát một phần lan can bên trái của tàu, cách giàn khoan 11,5 hải lý. Phóng viên báo Tuổi Trẻ không còn gọi tàu của Trung Cộng là tàu lạ nữa, mà đã dùng từ chính xác là tàu Trung Quốc. Có thể từ này được thay đổi tùy theo từng nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ chăng. Dưới thời Obama, Việt Cộng gọi là tàu lạ. Nay, ông Trump thì gọi chính xác là tàu Trung Quốc. Sự thay đổi cách dùng từ này không phải là vô tình, mà là một việc làm đầy chủ ý của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Cộng. Phải chăng Trung Cộng và Việt Cộng hoảng hốt trước lời tuyên bố của Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, vì lợi ích nước Mỹ, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà Biển Đông là một trong những mấu chốt lợi ích và làm cho nước Mỹ vĩ đại? Nước Mỹ hay Trung Cộng vĩ đại được quyết định bởi nhiệm kỳ của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và cũng là thời gian dành cho Việt Cộng thực thi những gì đã mật ước với Trung Cộng tại Hội nghị Thành Đô Thủ Phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu năm 1990. Biển Đông, hướng mặt trời mọc, là con đường duy nhất cho sự sống còn và thực hiện mộng bá chủ toàn cầu của Trung Cộng với chính sách cứng rắn của nội các Trump cùng với sự đu dây của Việt Cộng đã đặt Trung Cộng vào thế khó xử. Chờ đến năm 2020 ư, sẽ quá muộn không? Đảng Việt Cộng xuất thân từ hang Bắc Bó, cội nguồn là một loài khỉ đột, leo trèo tinh nghịch và đu dây là món nghề sở trường của loài khỉ. Vì đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Cộng liếm gần hết Biển Đông nên Hoa Kỳ đã gửi tặng cho Việt Cộng một dây đu được giáp vàng. Sợi dây này là nguyên nhân cho những hăm he của Trung Cộng với thằng con hoang Việt Cộng. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Cộng Phạm Trường Long bất chợt rời Việt Nam hủy bỏ chương trình các hoạt động giao lưu biên giới giữa Trung Cộng và Việt Cộng dự kiến vào ngày 20 đến 22 tháng 6 năm 2017 tại Việt Nam. Và ngày 23, chỉ cách vài ngày sau, tàu hải cảng của Trung Cộng đã đâm nát sườn tàu kiểm ngư của Việt Cộng. Sự kiện này chỉ là một báo hiệu cho cuộc xung đột tranh chấp về chủ quyền Biển Đông hay một cuộc chiến quy mô kể từ sau mật ước Thành Đô. Trở về giai đoạn của thập niên 70, trước hội nghị Thành Đô tại tỉnh Tứ Xuyên năm 1979, Trung Cộng đánh phủ đầu vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc, buộc quân đội nhân dân của Việt Cộng phải rút khỏi Campuchia. Đây là một cuộc chiến thảm khốc, thiệt hại nặng nề cho cả đôi bên, đồng thời nền kinh tế của Việt Nam từ đó đã suy thoái trầm trọng, mà mấu chốt của cuộc chiến được xuất phát từ hai người anh em đồng sàng dị mộng, Liên bang Xô Viết và Tàu Cộng. Vào thời điểm này, Việt Cộng chỉ là con chốt để tiến lên thế giới đại đồng của một chủ thuyết hoang tưởng, chủ nghĩa xã hội. Vào năm 1988, để thực thi những gì Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Cộng đã ký kết với Trung Cộng, Đại tướng Việt Cộng Lê Đức Anh đã thí mạng của 64 chiến sĩ lính thủy để giao gạc ma cho Trung Cộng mà nhà cầm quyền Việt Cộng gọi là trận hải chiến tại đảo Gạc Ma. Từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990, Việt Cộng đã từng bước gần như giao trọn đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng. Từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng hầu như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của giặc tàu phương Bắc. Điều này không thể phủ nhận được. Những diễn biến từ sau năm 1990 tại quốc nội đã quá rõ ràng cho mật ước Thành Đô. Đảng Việt Cộng không muốn sự căm thù của lòng dân dâng trào
cố ý giấu nhẹm và bịt miệng người dân qua những đàn áp dã man trong những cuộc biểu tình chống tàu cộng về Hoàng Trường Sa. Một điều bỉ ổi hơn là sự ngăn cản người dân làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ bộ đội đã hy sinh bảo vệ 6 tỉnh phía Bắc năm 1979. Bộ Giáo dục đưa chương trình tiếng tàu và buộc học sinh cấp 1 phải học chữ tàu. Tháng 12 năm 2014, Học viện Khổng Tử được khai trương tại Đại học Hà Nội. Cửa biên giới đã rộng mở để sẵn sàng đón nhận mỗi ngày hàng trăm người anh em môi hở răng lạnh vào quậy phá và lũng đoạn kinh tế. Những vị trí chiến lược quan trọng đã hoàn toàn thuộc về tàu cộng. Những cao điểm ở biên giới 6 tỉnh phía Bắc, Bô Xít Tây Nguyên, Đà Nẵng và thành phố Cảng, làm chủ Đà Nẵng hầu như kiểm soát được đường hàng hải qua Biển Đông. Formosa, Vũng Áng triệt đường sống của ngư dân hầu phong tỏa và kiểm soát vùng hải phận của Việt Nam trong mưu đồ chiếm trọn Biển Đông và tận diệt nguồn sinh lực của dân tộc. Chính vì sợi dây được giáp vàng bửu bối của Việt Cộng mà Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Cộng đã cảnh báo đảng Việt Cộng thằng con hoang một thời lưu lạc qua vụ việc tàu hải cảnh đâm vào sườn tàu kiểm ngư vào ngày 23 tháng 6 năm 2017 nằm trong hải phận của Việt Nam. Đây cũng chỉ là một sự nhắc nhở của thằng cha với thằng con. Sự việc rồi đâu cũng vào đấy, ngoan ngoãn như con cừu non chờ ngày hạ cánh an toàn. Bãi đáp đã dọn sẵn. Tuy nhiên, sinh mạng của hơn 90 triệu người dân đang bị ảnh hưởng giữa hai thế lực lớn Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cuộc chiến trên Biển Đông bắt buộc phải xảy ra. Biển Đông là con đường sống duy nhất và tham vọng của tàu cộng. Biển Đông là lợi ích cốt lõi và làm cho nước Mỹ lớn mạnh trở lại. Ngoài ra, nội các của Tổng thống Donald Trump sẽ không nuôi dưỡng cho sự lớn mạnh và trỗi dậy của Trung Cộng. Death by China, ông Peter Navarro tác giả và cũng là người trong nội các của Tổng thống Trump, trước tình thế nguy ngập của đất nước, trong lúc nhà cầm quyền Việt Cộng lại nhẫn nhơ ăn mày khắp thế giới, lại một mực trung thành với Hán Cộng để giữ đảng. 90 triệu dân phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình, đừng để trâu bò húc nhau ruồi mũi chết. Hãy nhìn về Venezuela, một quốc gia kém văn minh, cuộc sống của họ, tư duy của họ không thể so sánh với dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn tự hào đánh thắng giặc Pháp, giặc Mỹ. Hãy nhìn và quyết định sớm, đừng để quá muộn. Mùng 7 tháng 7 năm 2017, Lê Trung Ưng, Odenwald, Đức Quốc.